Là pháp sư nhỏ giúp vong đừng có dí tôi, nói tôi mệt quá rồi. Không biết lên gì mà lộn luôn. Wow, thiệt chứ. Rồi chú. Em xin chào nha. Cái gì vậy? Lính là công hả? Cái gì? Ủa gì trời? Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, hạnh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà hoàng, giúp đỡ những vong linh đối khác, giúp đỡ vong linh hiền hậu, giúp đỡ những vong linh hung dữ và giao hóa cho về cho. Lâm trở lại cái lò thiêu nè, có 30 người lính, thì hôm nay Lâm là giúp 15 người rồi. Hôm nay Lâm trở lại đêm tầm khoảng 10 giờ đêm thì Lâm sẽ giúp cái vong xuất hiện, giúp tiếp tục nha ông bà bác ha. Anh thằng nào bên trong rồi, biết này gặp cái vong nào. Nếu gặp trong đồng nào thì lại giúp ông đó nha. Mà bảo bác nha. Ôi. Kìa kìa kìa. Mới thấy gì đâu không tiêu à, không có tiêu ta. Ui kì 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 mà mất rồi, cái gì, cái gì giống gì. Không, xin chào. Không biết cái dòng gì luôn mà quá. Thôi thoải mái mình nhớ tiếp được coi. À, em xin chào nha. Cái gì vậy trời? Lính là công hả? Cái gì? Ủa gì trời? Lính gì trời? Ủa lính gì vậy ông bà bác? Sao lại tiếp xúc không được nè. Em xin chào nha. Cái gì? Ôi trời. Lính gì vậy? Lính chạy đua hay gì trời? Không biết chính gì luôn mà kìa, không mà có thấy không. Em xin chào á. Mình để cái tép cái chừng không lấy luôn. Anh hút rồi. Không muốn tiêu rồi. Ở đâu ta? Không biết là lính gì luôn đó. Em xin chào ạ.
đến gì vậy trời, những cái mặt cắn chặt này. Mình giao tiếp thử được không? Cái gì mà lạ vậy? Anh xin chào ạ. Gì nè? Cái gì mới được quay trời? Mất tiêu. Chắc mình sẽ ra ngoài mình đặt cái nghi thức cho cái dòng cái lính này đi. Ông này ông đặt cộng sao ông lẹ quá trời đó. Mất tiêu. Nó không có tốn thời gian nữa. Chắc Lâm sẽ đi ra ngoài nha mọi người. Xe máy ngoái bài cái bàn nghi thức đi, mình giao tiếp được. Khổ dí hoài chạy mệt quá. Ui, thì Lâm thấy kìa. Xin chào. Cho em hỏi giọng gì vậy? Thằng cái dí nữa, pháp sư nhỏ đi giúp nè. Ông này cà chớn chắc đá không cho con cái quá. Vậy tôi là pháp sư nhỏ giúp dòng, đừng có dí tôi nữa, tôi mệt quá rồi. Không biết lính gì, quá lộn luôn. Wow, thiệt chứ. Ủa đâu có tiêu ơi. Sợ sợ kìa. Tới rồi kìa. Xin chào. Cái gì? Thôi không có lộn ở đâu rồi, tôi phải vô tôi giúp nè. Trời con mặt kìa. Xin lộn mày đi giúp cho ăn cúng cơm chịu không? Cúng cơm chịu không? Hả? Vậy nha. Không, mình dí hoài, mình mệt quá mà ơi. Kìa. Nặng vậy. Thôi tôi cũng cơm cho. Mệt quá. Thôi không có lộn. Ngày làm 2-3 kênh, giúp đỡ 2-3 cái vong linh. Tối gặp mấy ông thần thì ông chạy mệt cũng chết. Thôi nghỉ chạy, nghỉ chơi. Cúng nè. Rượt mệt lắm. Rồi. Mình sẽ đặt máy cúng ở vị trí này. Ok, vậy đi. Chứ dí hoài mệt quá. Nghỉ giỡn không bà bác ơi. Mệt quá, mệt giỡn không bà nổi đâu. Đủ lắm rồi. Gió quá trời luôn mà mắt lạnh đó. Thôi mình thủ cúng nha. Ông này lính là còng hay gì? Làm nghĩ chắc có lẽ là lính là còng. Đặt cái gì cũng được hết trơn.
cúng cho ông ăn này cho mình ổng dí qua mình mệt quá. Nay trời gió rất là lạnh nhưng mà bấm mặc hai ba áo cho nó ấm. Quá là gió luôn. Gió khủng khiếp. Cũng cho ăn nè. Cũng lộn hoài mệt quá. Trời cũng vui, không chơi nữa đâu. Năm nghĩ dắt lính là công á, đây là công là bốn ông là mới có xuất hiện có hai ông, còn hai ông nữa, ông này ông thứ ba. Nhang không biết đốt cháy không chứ đừng nó ở đó ngồi đó mà ở bên cày là thua rồi. Quá là gió mà bà. Cái nãy mà làm qua bên kia được hay quá, bên kia đỡ gió hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô các thổ thần vong linh ở trong nghĩa địa này, đặc biệt là vong linh anh lính mới thời hãy dừng bánh trái giúp anh về chùa nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Gió quá trời rồi không biết mình cầm cái nhang có được. Mình để cái mic này thôi, thôi dòng có nói gì không thì làm cái kiếm cái gì dằn lại mà bắt. Cái ly này mình dằn lại cho nó văng lên. Rồi, anh sẽ lưu cho thử đó.
cảm ơn chú. Mà tới cái tu tôi tôi bên đội đặt xong tôi đi dùng chắc anh là lính này ra dùng rồi mà bắt đây mình sẽ lấy cây phát trần với cái ấy là mình gọi lính này ra để mình giúp đỡ cái lính nha. À cái cam xuống là gió quá thì gió không mở quá. Rồi ok làm sẽ hạ cam đây nha. Giờ làm sẽ mời cái phát trần mở cái dòng này ra nha. Anh lính này ra thử coi lính này thế nào nha. Dạ em chào Dông, có phải Dông là anh lính trong ban đoàn còn lại 15 người, băng đoàn 30 người mà còn lại 15 người không? Phải. Có biết em không? Bây giờ dùng đồ cúng xong rồi có biết em chưa?
Có biết em là ai không? Tôi có dùng đồ phóng. Dùng đồ cúng rồi mới biết phải không? Bây giờ thì em là pháp sư nhỏ giúp cho 15 anh đã về chùa tu lành tu hiền rồi. Ngày hôm nay em trở lại thì cũng giúp thêm cái dông, không ngờ thì gặp anh. Nhưng mà cho em hỏi anh là, em đoán nha, anh là cũng phải lính đặc công không? Phải. Ờ, giỏi ghê luôn ha. Nãy em không có chịu giỡn với anh. Mà anh giỡn với em, anh giỡn cho em luôn, có đánh trúng, có trúng anh không? Hả? Không. Anh giỏi quá, nhanh nhẹn quá. Thì thôi, cái chuyện đó bỏ qua đi. Em muốn hỏi là anh có thể kể cho em nghe là anh tên gì và anh là lính vì sao, cái động lực nào mà để anh tham gia cái băng đoàn này vậy? Anh ở đâu, anh tên gì? Rồi, nói cho em nghe ha. Tôi lính đặc công. Dạ. Tôi tên Công. Tên Công. Lính đặc công tên Công luôn hả? Chứ không phải tên Thắng hả? Rồi, anh nói tiếp nè. Tôi bắt tôi ở Tiền Giang. Tiền Giang hả? Anh tên gì? Tên Công à, tên Công à, quên không. Thì anh có vợ con gì chưa trước khi tham gia cái tập đoàn tự nguyện này? Thì anh có vợ con gì chưa và tham gia lâu chưa? Tôi tham gia một lần chứ anh em. Một lần đó hả? Thì do tôi bên đặc công. Tôi không có gì nè, không có vợ con. Dạ. Cái gia đình thì vẫn có, chưa có vợ con. Thật lính là công mà để giỏi như vậy thịt có vợ con lắm. Thì ở trong băng đoàn mình là có 4 người lính đặc công, anh là người thứ hai, tất nhiên là còn 2 người đó phải không? Hay còn 2 người đặc công nữa không? Phải. Anh là người thứ hai em lên đây giúp, đúng là cái anh trước anh rất là giỏi, anh cũng giỏi nhanh, thân thủ nhanh nhẹn nhanh vậy đó. Thì mục đích ngày hôm nay anh lên đây thì anh cũng đã biết rồi, anh về chùa tu lành tu hiền. Thì lúc nãy anh tên Công, em cho anh cái pháp danh ha, đặt tên là Thanh Công ha, cho cái tự đầu chữ thanh, thanh là thanh thản đó, lót thì chữ Công cho anh là Thanh Công để anh về chùa pháp danh tu lành tu hiền. Tên anh hiện tại là Thanh Công. Thì cho em hỏi thêm, khi mà mắc thì mấy anh kia không có cái hình dạng như vậy, thường là lính đặc công tụi anh là người nào cũng có cái hình dạng rất là lạ. Anh kia lúc trước cũng có cái hình dạng rất lạ, lính đặc công á, anh cũng vậy nè. Thì để giúp cho cái hình cái mặt anh bình thường trở lại mới về chùa được, chứ để cái mặt này về chùa nhìn thấy mắc cười quá, nhìn nó ghê mà nó mắc cười sao á. Bây giờ giúp anh thẩm mỹ lại bình thường rồi sau đó đưa về chùa ha. Tôi đồng ý. Sử dụng cái pháp trần này giúp anh chắp tay niệm Phật nha. Cũng được. Đó, con mặt anh giờ là bình thường rồi, chỉ còn tóc thôi. Đó, đẹp trai luôn. Giờ thì em muốn hỏi thêm, có biết cái thời đại bây giờ đã hòa bình chưa? Chưa biết. Chưa biết luôn đúng không? Mất lâu nay quá thì không biết cái thời này là cái thời gì. Thời này thời đại 4.0, đã hòa bình mấy chục năm rồi, cả trăm năm rồi đó. Cho nên là tụi anh không có rõ, cho nên là em mới nói bây giờ từ đây tới em sẽ nói từng người cho người hiểu. Bây giờ thì anh Công, anh Thanh Công,
anh thẩm mỹ cho anh rồi. Bây giờ thì anh về chùa thôi ha. Hay có đôi lời gì muốn nói không? Tôi cảm ơn chú vì đã giúp anh em của tôi đi từ hồi từ hồi từ hôm nay là tới tôi. Tôi cũng thay mặt anh em mà còn lại cảm ơn chú. Dạ, đó là cái nhiệm vụ của em phải giúp mấy anh. Mấy anh là có một công lao bảo vệ tổ quốc thời kỳ chống Pháp rất là quý, rất là trân trọng. Ít có ai biết trước được. Tụi em như em có duyên thì em tìm hiểu được, gặp tụi anh thì em sẽ cố gắng giúp thôi. Hôm nay anh nữa là người thứ 16, còn 14 người nữa. Anh cứ về chùa tu với các bạn của anh, rồi còn 14 người còn lại thì em sẽ dần dần đưa từng người đi, mỗi ngày đi một người. Vậy anh ha. Bây giờ thì anh đi ha. Tôi cảm ơn chú đã cho tôi dùng thức ăn. Tôi ấm lòng chú sĩ. Chú còn đưa tôi về chùa. Tôi lên đây là tôi đợi có bao nhiêu á. Lúc đầu là tôi chỉ nhớ cái nhà chủ thôi, đến với chú chút đỉnh rồi. Chứ tôi cũng vẫn biết bữa nay là tới tôi. Bởi vì sao tôi cũng cảm ơn chú. Có chú mà mấy anh em tụi tôi mới siêu thoát được từ 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 từ. Rồi, không có chi, cái đó là bổn phận của em giúp mấy anh công lớn lớn hơn em nữa. Vậy thì bây giờ chắp tay niệm Phật đi ha. Rồi, tôi sẽ vô trong chùa, tôi sẽ học kinh, nghe kinh, nghe quý thầy. Thầy về đó đi, anh về đó sẽ có người hướng dẫn cho anh. Anh khỏi phải lo trước, lo sau gì cả. Thứ nhất là có các anh vong linh đã đi trước, đúng không? Anh đi trước là anh đi trước, anh là tôi là ai á, ai là tôi á. Anh đi trước nhất, thì anh đi nay cũng cả tháng rồi. Thì anh hiểu rất là nhiều, anh về đó mà hỏi anh. Vậy ha. Rồi. Đi nha. Rồi chú. Xong, lại thêm một cái vong linh nín đặc công. Trời ơi, ông nhớ ngày ông vợt như mình mệt cũng gần chết. Thôi, mời, ông nào cũng lên nhớ nghề tôi chết. Tôi chạy suốt quần luôn. Rồi ông bà bác ơi, Lâm lại giúp thêm một cái vong linh. Lính đặc công là hai người rồi. Hả? Vậy là còn hai người nữa. Trời ơi, hy vọng mấy lần sau gặp hai ông này nữa là mình phải chuẩn bị sức khỏe đầy đủ được. Mà có biết ông nào lên hay không đâu mà chuẩn bị. Đó. Thì thôi kệ đi, tùy đi. Ông nào lên thì ở mình tùy cơ ứng phó đi. Chứ giờ không biết làm gì giờ. Đó, chứ mệt quá mệt. Ông bà bác ha. Lâm cũng rất là đuối mà cố gắng giúp cho... Còn 16 người rồi, còn 14 người đó là xong 30 người trong lính đặc công này nha. Rồi, video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Xin chào mọi bác, chúc tất cả mọi bác ngày mới tốt lành, tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp. Đặc biệt gặp nhiều may mắn sống. Thì mọi bác ơi, dạo này Lâm đăng cái video lên không có view, cả nhà chắc không thấy thông báo. Nghĩ là Lâm chưa đăng video, chưa giúp được cái này. Cả nhà hãy thường ngày hãy nhớ Lâm thì gõ lên là kênh Lâm Nguyễn TV. Để mà tìm cái thằng này nó đâu rồi, nó có video giúp đỡ mấy ông lính chưa. Cả nhà hãy vô đó tìm và bấm vô kênh Lâm ủng hộ. Chứ nó kênh YouTube nó mất đầy sức rồi, nó không có thông báo cho cả nhà xem, cho nên cả nhà không biết được. Cả nhà ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi con bác. Cái này gom sao nha. Tắt mai cây.